Đỡ chất bầm, chất sinh âm tầm trà lâm đồng, ghé lỡ chất, rỡ ngành. Ít tầm đà tầng đà lạch, ghé khả sinh âm vaccine gút tút là prao chất bó rộ, quản hiàng bó chất bó liều. Nàng ghi in nhằm tầm rõ chất sinh âm trá cọp lúc COVID chất sinh đình đỡ tùl, tầm chớ á lá chào, đăng bòn. Mờ khả sinh âm vaccine rỡ tò, bàl hỏi dạ, rỡ á lá chào y bác sĩ, chào điều dưỡng, ở miền, tầm ở ní lớp rõ sinh âm. Mờ găm là á lá chào, lỡ tầm bà tỉ, sinh âm công lập, nàng lỡ chất tầm tê chất bó bá tía. Dạ á lá bà ta hớ gất bà ta tù nụ spal, lỡ chất tài bớ bà ta pran tầm bồn chào. Tù đồ, tân chạy làng bồn mờ gấp biểu xin bà. Tiền anh ý chích vaccine dắt xá tầm lần bất xăm thăng lần, tầm sổ lá chào lớp sinh âm, tầm rá mó, vô hi tiệp đại đức thích linh toàn, chào lớp sinh âm, tầm tú tuệ tỉnh, tầm anh ý hiệu thuốc khoai linh quang, phường rau lăng tầng tại lại. Cùng ba tê tầm gran rá chất gran, cô với chất xin, đỡ giúp làm đờ. Tiền tú xin xâm bời cọp nét hòi dạ, xin chào lớp sinh âm, tầm rá, lớp chất mở đáp hở, Boring Pusham, bớt rá chất Korean vaccine, Verocell, Sinopharm, bớt tình ảnh lớp sinh âm lăng tại lạch, làm lỡ, bà giúp bà nói chào lớp sinh âm, mờ bọn giúp bọn nói chào tông rá lớp sinh âm, bà mút tòm lớp chất. Y bác sĩ có chuyên môn qua đào tạo thì mới được tham gia. Dạ. Ngoài ra thì cũng có ban tổ chức cũng anh chưa hợp ngành với lá bà ta ghép bớt sâm. Bơ anh lấy xin nấm, anh lấy rịa bàn, tờm rá gran rá chích kè đàn đờ. Mơ tài, lá tiên vắc xin, ghé chích tớ chấp rằm, rớp rịa bà ná tờm chào có nổi, tờm rá gran rá xúc cọp của vắc xin. Găm tình anh ấy chích kè đàn vắc xin, cô vắc xin, âm tầm lần chi lăng, bù hi xin có. Bà ta rịa bàn bớ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, chào lớp xin nấm. Lại tờ, lớp rá tình anh ấy xin xâm bài cọp lai nổi, tầm hiệu sinh năm đường đa khoa lâm đồm. Tu tờ nét lộ rá, mà già cho lớp sinh năm đồ, nét lọt lại tầm rá kren rá, chích kren, đỡ tờ. Bù sinh năm nét tường, mà già mờ, gây kít tầm oá sinh năm, lớp sinh năm. Mở lá bà ta, lớp hách mà xin cọp cho cọp, xin đợp, tầm cho lớp sinh năm đồ, tù quá buồn xó. Theo chỉ đạo của tỉnh, thì tôi được đi cửa yết tầm anh hiếp bơ cấp cần của lớp sinh âm là anh riêng đọt lại tầm rá. Lao chớ là tầm rá xin xâm bời cọp, đâm gợi. Mở suốt cọp tới tờ, anh rị bàn tù ịt, bẹ hớ, cùng gói cho hợp ngành. Tầm đớ chích kỳ anh của vết chích xin tiền anh hiếp lớp sinh âm đại lạc nếu hòa dạ, bè chết chào lớp sinh âm. Mở bó chết chào tầm rá lớp sinh âm, bớt nguy tâm sinh âm. Mở bà chiên ý găm rá lá chất tiền lá anh ấy tú xin xâm bời cọp. Mở lá ní lết xa đơn, lết xin lầm. Mở anh tú xin xâm bời cọp tông gợi, bớ hiệu xin lầm bắt tèo, đà lạch. Mở hiệu xin lầm hoàng mỹ đà lạch. Mở anh tú xin xâm bời cọp tầm cá nam. Mở anh ấy xin xị tầm anh ấy tâm Sài Gòn. Anh tú xin đông gợi tuệ tỉnh. Bà tì, tù nụ ý bà tiền bè giúp bó anh ấy. Chất xá, hát đăng té lăng tài lạch, nàng chích kèm. Trung bình mỗi một phường xã tổ chức từ 2 đến 3 điểm tiêm. Trung tâm Y tế Đà Lạt huy động. Hát đáp tú lấy chất chích kèm tầm làm chào hát đăng té bởi hì. Nếu tình cuốn cài, hò dạ làm giớ bồi chào lít xin nầm. Tầm hớ, ghé làm giớ cùng tạ tầm bồn đà bởi hì nấy lấy chất tầm rá bất xăm. Mờ mình tên nớ bè ngày, lớp rá chích kèm hát đăng té. Gần ghé xin giúp bạp đất hàng cài, số gà mua ở hệ chích, gần bồ hì găm tay tên cuốn cài. Gần vắc xin đỡ bạp, rớp chích, nàng làm chớ, chào, ghé gửi. Lăng Đà Lạt rớp chích kỳ anh, cô với chích xin trùm đùl, bà bảo chức bó rộp bộ bọn hiàng bó chức bó nói chào, giác giá, vắc xin, Verocell, Sinopharm, mở ní lấy xin âm chào, mở tờm ní lấy xin âm Đà Lạt. Bà con gói cài chích kriyan COVID chích xin trung tùl, bà làm chớ chào hát đăng tía lăng tài lạch. Tờm sinh năm bớ chích hàm túi, bàm chích xin sinh năm. Ở ghế trá chích xin yêu bà con,
dắt cùng làm bớt tờm cho nùm lớp sinh năm đời gàng. Bóa chích kriyan vắc xin rớp tôm chào cớ nủi, xin gặp lăng kê trang. Tờm các lăng thường tại lạch, rớp bỏ lít, á lá bóa lớ bất nịn, tờm hát đắp bà, mờ bà ti, tờm bồ chào lớp sinh năm, mở lá chào tông bóa lớp sinh năm. Tờm gùm tạ, tờm bọn đời gàng, tờm bóa kriyan rá xú cọp, mờ chích kriyan, mờ ảnh ý tường, nó rị bán á xin gặp lăng kê trang bà bồ chào. Qua đợt triển khai rộng rãi này thì 16 phường xã thì chúng tôi đã giám sát cũng rất là chặt chẽ. Tôi nói tới tù chích kriyan đồ, bất hi rấp cầm tay, tên lít, sổ, vắc xin, nàng chích kriyan làm chớ chào đăng tá. Đô cung là pranyam, lỡ chọa, tầm tút tầng ngày túi tầm lăng tầng tại lại. Diện huân, đù sổ bó lỡ hạ đáp bà, lào chớ, là tình ảnh ý quá rõ nát bất nền. Bất hi cung hồi dạ làm chớ, chào tầm bộ lớp sinh nàng chích kriyan đi dách cày. Mở bó xin gà cớ, tầm gió giòn chích, nàng gới, gú xinh đợp. Mở xin xùy, cúp cớ, hạ đáp, mở trao hóa tờ vắc xin, hạ đăng trà, ghen bà ná, cho hợp ngành. Lá trao linh à bộ, hạ đăng anh lý kênh rá xúc cọc của vắc xin. Né ở ngọt ca kê, bộ lăn, xùm ghé mắt hạ đăng lá ní, nàng lơ chát bà mở lá ní của nò bó tình lá ní, bà ti xin gặp lần cái tăng bộ chào. Số bất rỗi xú cọp, mờ tầm hớ, đá xú, chích kỳ anh vắc xin COVID-19, mờ ân ý tường, hất đăng tía tại lại, là tù bây dâu, niên trì.